Ơi, anh đến rồi à? Em là giám đốc mà rảnh rỗi quá nhờ. À, em vừa mới đi ký hợp đồng với đối tác về. Anh uống gì không? Để em gọi. Thôi, anh là trưởng phòng, không rảnh nhiều như em đâu. Mà này, em mới mua ô tô đấy à? Anh này không đồng ý đâu. Tự nhiên em mua ô tô làm cái gì? Tốn kém ra. Chúng mình yêu nhau lâu rồi ấy, em phải tính đến cái chuyện kết hôn chứ. Mua phí tiền ra, xong con gái đi thì nguy hiểm nữa. Anh này, em mua ô tô bằng tiền của em thì làm sao phí được. Với lại, chuyện kết hôn là chuyện hai đứa mình, có phải vì em đâu. Mà em cũng có bằng lái rồi, anh nói thế là không đúng rồi đấy. Này, em cãi anh đi à? Anh là người yêu của em, anh nói thì em phải nghe chứ. Nếu không ấy, chia tay đi. Anh, mà thôi, em cũng không muốn cãi nhau với anh về chuyện này nữa. Thôi, dù sao thì em cũng mua xe rồi. Em đưa chìa khóa xe đây, anh lái xe cho. Chứ con gái như em đi nguy hiểm lắm. Này, em đừng nghĩ là anh tham lam đấy nhá. Chẳng qua là vì em con gái, đi ô tô nó nguy hiểm thôi. Đưa khóa xe đây. Đi làm muộn rồi. Đây ạ. Đi thôi. Cậu gì ơi, chở khách không? Ừ, ui, ai đây? À, anh ra đi xe à? Ừ. Cho hỏi đi từ đây mà ra cái đoạn Tây Trà bao tiền nhỉ? Tây Trà. Tớ anh ra để em bấm cái đồng hồ. Cỡ cũng phải 50 ấy. 50 à? Ừ. Thôi được, đi luôn đi. Hay quá, đi chưa anh trai? Sáng giờ ngủ đây có được cái cuốc nào đâu. Anh trai đội em cái búng. Ok. Được chưa? Được chưa? Đây. Đi nhá. Xe mới mua đẹp phết nhờ. Được rồi, để anh mang xe lên công ty khoe với lại mấy đứa nhân viên xem, để chúng nó phải trầm trồ ngưỡng mộ anh. Anh Toàn, em mua xe là để phục vụ công việc, chứ không phải để khoe khoang đâu. Em vơ vẩn, đàn bà thì biết gì về xe cộ chứ. Thắt dây an toàn vào đi, anh lái xe đây. Ui, dừng, tôi đi vệ sinh cái nhá. Hay là để tôi lên đoạn trên có cái chỗ nào nó đi đàng hoàng chứ đi ở đây làm sao được. Thôi nhưng mà bây giờ đang muốn lắm rồi không dừng được. Mà cậu cứ yên tâm, tôi đi vệ sinh tôi chạy ra đây vào cái khoảng ngày, tôi không quy tiền của cậu đâu. Thế nhanh, tôi đợi anh nhá. Thôi dừng đợi tôi tí nhá. Đứng lại. Anh ơi, tôi xin anh. Anh tha cho tôi. Tôi còn có vợ con ở nhà, còn mẹ già nữa. Anh lấy gì cũng được. Máu mè này. Này ai có số gọi cấp cứu hay là có ô tô về lấy ra để chở người ta đi. Ui trời ơi. Chở xe máy đi. Điện thoại lấy điện thoại ra mà gọi người ta đi cấp cứu này. Ui giời ơi. Này. Ôi đâu mày qua có ô tô này. Đây rồi. Anh ơi, anh gì ơi. Ui giời ơi. Bất tỉnh rồi, thôi đừng có động vào. Đây chuyện anh ơi. Mày qua. Ui giời ơi. Không làm cái trò gì đấy hả? Đừng người ta đi công trận đường thế này à? Ý thức kém thế. Anh ơi, tai nạn giao thông người ta ngã bất tỉnh cái máu me be bét thế này. May quá, anh chị có ô tô chở người ta đến bệnh viện gấp. Đâu để tôi xem. Đây này. Ui giời ơi. Này, chị có ô tô chở người ta bệnh viện. Này, cứu một mạng người là hơn xây 7 cái chùa đấy. Đưa người ta bệnh viện gấp nhanh đi. Đúng rồi anh. Anh với em đưa anh ta đi viện đi, không ta chết mất. Em. Tai nạn nặng thế này, đưa đi xe bắt đầu là có cái gì đổ cho mình à? Ăn gì mà khôn đấy.
Này, xe của em. Em chưa sợ thôi, anh sợ cái gì hả? Nhanh lên. Em bị làm sao đấy? Xe mình mới mua xong, chở người tai nạn này sắp chết nơi này. Lên xe xui lắm đấy. Em không nói nhiều nữa. Xe này là xe của em. Em chưa sợ thôi, anh sợ cái gì? Xe của em thì sau khi cưới nhau về cũng là xe của anh. Em buồn cười thật đấy. Tất cả cái hội này đây, em nhìn xem là có ai dám chở đi không? Mà mình lại phải chở. Không ô tô thì không chở đúng. Hiện tại thì xe này là xe của em. Anh không chở người ta đi thì em chở người ta đi. Này, em nói chuyện kiểu gì đấy? Em không tôn trọng anh đấy à? Nếu như thế thì chia tay đi. Anh ích kỷ nó vừa phải thôi. Được rồi, trả chìa khóa cho tôi. Em nhanh lên. Lên người ta sắp chết đến nơi rồi. Đến nơi rồi. Cãi nhau như thế. Hai cái anh chị. Nhanh lên. Đỡ người ta lên. Ê, xe tôi. Ê, người tay cứ dẫn đỡ cho tôi. Ui này, kéo xuống chân đây. Đây đây đây. Ui, quá. Đây đây đây, đây. Im này, im này, im này. Mở cửa, mở cửa. Mở cửa, mở cửa, chị ơi. Cô cứ đợi đấy. Sẽ có ngày tôi khiến cô phải hối hận. Ấy, cứu tinh của thế giới đến công ty rồi sao? Đây, cái công cuộc cứu người của cô sao rồi? Cảm ơn anh, anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Thế thì chúc mừng cô. Nhưng mà này, tôi thấy anh ta có vẻ nghèo hèn lắm đấy. Chắc là không có gì để cảm ơn cô đâu nhỉ? Anh thôi mỉa mai tôi đi. Anh chưa từng nghe câu cứu người không cần đền đáp à? Thôi, cô đừng có vờ vịt nữa. Tất cả là do cô đen thôi. Chứ tôi là người yêu của cô, có gì mà tôi không hiểu chứ. Coi như là vậy đi. Hết tình thì còn nghĩa. Tôi mong anh hãy tôn trọng tôi như tôi tôn trọng anh vậy. Thế nhá. Chỉ là một con giám đốc quen thôi mà dám lên mặt với tao à? Cô Toàn. Em chào chủ tịch ạ. Hôm trước ở công ty mình có người giúp đỡ cho cậu thanh niên ở bệnh viện. Cậu có biết đó là ai không? Có người đến phỏng vấn mình đấy. Có nhà báo đến phỏng vấn ạ. Hành động chở người ở bệnh viện rất đáng được tuyên dương. Nhưng mà không biết ai cho công ty mình nhỉ? Ôi chao. Anh ơi, cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Chẳng có gì đâu mà phải làm ầm lên như thế anh ạ. Cậu biết người đó sao? Dạ, người đó chính là em ạ. Nói thật với anh là hôm đấy ghê lắm. Cậu ta bị đâm bét máu ra, lòi cả ruột ra. Nhưng mà em nhanh chóng ấy, lấy xe ô tô đưa vào viện luôn ạ. Ờ đúng rồi, đi bằng ô tô. Nhưng mà cậu làm gì có ô tô? Chính ra là hôm đó em có việc, thành ra là em mượn xe của bạn em, xe mới mua. Nhưng mà tính em nữa, không sợ máu me, thành ra là em đưa đi luôn ạ. Hóa ra là thế. Tôi thấy người ta bảo cậu ta nghèo lắm. Dạ vâng, hoàn cảnh lắm anh ạ. Thành ra là khi vào viện ấy, em phải ứng tiền trước để cho cậu ta chữa trị. Được, hành động như vậy rất đáng được tuyên dương. Thôi, con lên phòng phỏng vấn đi. Dạ vâng ạ. Anh Toàn, chúc mừng anh nhé. Được lên báo đây này. Em không ngờ ấy, anh lại là một người tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác như thế đấy. Có gì đâu, giúp được một người ấy, nó hơn xây 7 ngôi chùa cơ. Với cả anh thì có tính lương thiện nữa. Anh có biết không, cả công ty tự hào hẳn ra đấy. Được lên báo cơ mà chủ tịch có thưởng cái gì cho anh không? Có chứ, được một ít tiền với cả giấy khen nữa. Bèo thế rồi á? Em lại tưởng anh phải được lên chức đi chứ. Lên chức cơ? Phải, anh có tài, có đức. Chả nhẽ dậm chân mãi của chức trưởng phòng à? Anh Toàn, anh ra ngoài nói chuyện với tôi một chút. Rồi, đầu tiên đi nhá. Lan anh xin lỗi em. Anh biết là anh mạo danh em là sai. Nhưng mà hôm đó là anh Hòa bảo anh phải làm như thế. Anh nói cái gì? Chủ tịch bảo anh làm như thế? Đúng rồi. Hôm đó anh Hòa bảo là công ty cần một người đàn ông để mà phỏng vấn. Thành ra là anh Hòa muốn anh đại diện nên anh mới làm thế. Chứ thực sự là anh không cố ý. Em không tin. Em không tin là anh Hoàng làm thế đâu. Được rồi, tẹo nữa em sẽ lên hỏi trực tiếp anh Hoàng để em xem sự việc như nào. Em đừng làm thế. Anh Hoàng bảo với anh là đây là bí mật riêng giữa anh và anh Hoàng. Nếu em mà hỏi thăm ý, anh Hoàng sẽ đuổi việc anh mất.
Nhưng mà anh làm như thế, anh có nghĩ cho em không? Em mới chính là người đưa anh ta vào bệnh viện cơ mà. Anh biết, nhưng mà thực sự là lúc đó anh không nghĩ được gì nhiều cả. Bây giờ anh rất hối hận rồi. Tiền thưởng ấy, anh sẽ đưa lại cho em. Nhưng mà em hứa với anh là em giữ việc giúp anh nhá. Lan Anh, dù sao thì chúng ta cũng từng yêu nhau cơ mà. Em giúp anh đi. Em mà nói ra việc này ấy, anh sẽ mất tất cả. Mất công việc, mất cả danh tiếng luôn. Nhưng mà em không nói, chắc gì anh ta không nói. Nhỡ may anh ấy lên công ty, anh ấy nói tất cả mọi chuyện sao? Em đừng lo, lúc đó anh ta bất tỉnh cơ mà. Làm sao mà nhớ được ai đã cứu mình cơ chứ. Bây giờ chỉ cần ấy, em hứa với anh là em giữ bí mật chuyện này là được. Em hứa đi. Thôi rồi, em hứa với anh. Đi đâu ấy? Chào anh. Tôi đến đây để tìm cái người mà lần trước giúp đỡ tôi ấy mà. Giúp á? Nhìn ông khỏe mạnh, trai tráng thế này thì giúp cái gì? Hay là ông định lẻn vào đây để mà trộm ăn cắp gì đúng không? Không, anh hiểu lầm rồi. Thú thật với anh chứ, lần trước tôi đi chở khách, tôi xe ôm thì bị người ta lừa, người ta đâm, người ta cướp. May mà có cái người đấy, người ta đưa tôi đến viện kịp thời, không thì tôi cũng không qua khỏi. Thấy mấy người ở bệnh viện ấy, người ta đưa tôi địa chỉ là đến đây. Thì tôi đến đây tìm cái người giúp đỡ tôi cảm ơn. Tức là đến đây là để cảm ơn. Vâng. Thế anh có biết ở đây có ai tên là Lan Anh không? Ông nhầm rồi đấy. Cái người mà chở ông đi viện ấy là tôi đây này. Cái người ông cần tìm là tôi mới đúng. Không, không phải. Tôi nhớ rõ ràng là đấy là người con gái đưa tôi lên xe. Mà những người ở bệnh viện người ta cũng bảo tên là Lan Anh cơ mà. Có phải là... Lan Anh cái gì? Đây này. Ông cầm lấy ít tiền nhá. Lần sau ai hỏi là ai giúp ông ý, ông bảo là tôi. Tôi là Toàn, trưởng phòng công ty FM, ông hiểu chưa? Không được, làm thế là sai, cháy lương tâm, tôi không làm. Ôi giời, lương tâm cái gì? Hay là cháy ít đúng không? Toàn tiền 200 thôi, nhưng mà mới rút xong. Còn đấy, đấy nhá. Bây giờ ấy, thời đại bây giờ, không có lương tâm ấy, không sao cả. Chỉ không có tiền mới không sống được thôi. Anh... Cầm đấy đi. Ăn lộc của vua rồi thì phải nghe lời của vua chứ, đúng không? Này nhá, cầm tiền rồi mà không làm theo ấy, đừng có trách. Dạ vâng. Thế biết phải làm gì chưa? Dạ, chào anh ạ. Mời vào. Thưa chủ tịch, qua một thời gian dài điều tra, em phát hiện ra rằng là những tài liệu mật mà công ty phát tán ấy chính là từ chỗ con Lan Anh ạ. Không thể nào. Tại sao tài liệu mật lại sao tôi phát tán đi chứ? Tôi không tin. Cô giả vờ giả vịt ít thôi. Có hay không ấy, lục soát là biết ngay. Tôi vẫn không tin cô Lan Anh lại là người như vậy. Thưa anh, muốn biết có hay không hay là tin ấy, chỉ cần lục soát là biết ngay anh ạ. Được rồi, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi sẽ để cho anh lục soát, nhưng mà nếu mà không thấy tài liệu mật ở đây ấy, anh tính như thế nào? Thì tôi sẽ nghỉ việc. Còn nếu mà thấy thì cô cũng phải nghỉ việc cho tôi. Được rồi, lục soát đi. Cậu Toàn, trước khi làm một việc gì đó,
Cậu nên suy nghĩ thật kỹ đi. Đừng vì sự tham lam nhất thời mà đánh đi cả tương lai phía trước đấy. Anh cứ yên tâm ạ. Em làm việc gì thì rất kỹ ạ. Cái gì đây? Hả? Mời anh xem đi ạ. Sao? Bằng chứng đây rồi nhá. Cô còn gì để chối cãi không? Không, không thể nào. Tại sao tài liệu mật ở đây chứ? Anh xem qua đi ạ. Chính cô ta lợi dụng chức quyền để vui lợi cho cá nhân mình và bán rẻ công ty mình đấy anh ạ. Không thể như thế được. Cô Lan Anh không phải là người như vậy. Thưa anh, chi nhân chi diện, bất chi tâm. Anh nhìn vẻ mặt cô ta là bị lừa anh ạ. Nhìn cô ta bên ngoài như thế thôi, còn bên trong không biết như nào đâu ạ. Không thể nào. Chắc chắn là có ai hại tôi rồi. Cô im đi, đừng có lòng vòng nữa. Cô mua dọn đồ, cút khỏi đây đi. Cái loại bàn giày cháo trở mà. Cậu Toàn, dù sao cô Lan Hạnh là người yêu cũ của cậu, sao cậu có thể nói được như thế được nhỉ? Thưa anh, yêu thì yêu, nhưng mà làm sai vẫn phải bị trừng trị chứ ạ. Thế à? Anh không tin em hay sao ạ? Em là người tốt, được lên báo, là người tử tế. Anh không tin ai thì không tin, nhưng mà anh phải tin em chứ ạ. Tin cậu sao? Một kẻ dối trá, cướp công của người khác, thậm chí hãm hại chính người yêu cũ của mình. Tôi không ngờ cậu lại là người như thế đấy. Anh nói gì vậy ạ? Nói gì à? Tưởng là cậu phải là người hiểu nhất chứ. Cậu vào đây đi. Mày, anh nhớ anh ta chứ? Hôm trước anh và anh ta thỏa thuận, tôi đã chứng kiến hết tất cả mọi việc rồi. Người cứu anh ta là cô Lan Anh chứ không phải là anh. Anh chỉ là con tư vũ đi cướp công chủ thôi. Không phải, em không phải như vậy đâu ạ. Tôi trả lại anh số tiền. Tuy tôi nghèo nhưng tôi biết được cái đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, có ơn thì báo ơn. Hôm trước tôi nhận tiền của anh không phải là tôi tham tiền đâu, mà tôi sợ anh báo thù nên tôi mới nhận đấy. Cũng định bụng là sẽ trả lại anh rồi. Hóa ra như thế à? Anh sợ tôi nói ra sự thật cho nên là anh mới bày ra cái trò này đúng không? Hả? Anh đúng là độc ác, nham hiểm, khiến tôi ghê tởm đấy. Không, tôi không có. Cậu Toàn, nếu cậu chưa biết, công ty mới lắp camera, cậu không cần tôi mở cho cậu xem không? Sao lại thế được ạ? Tôi sẽ mang tất cả chứng cứ lên cho cơ quan công an kiểm tra, đồng thời mở họp báo nói là cô Lan Anh cứu người chứ không phải là anh. Anh ơi, em xin anh đừng làm như thế ạ. Anh làm vậy em xấu hổ lắm ạ. Đủ rồi cậu Toàn, cậu sẽ bị nghỉ việc vì những cái trò lươn lẹo xảo trá của cậu. Cô Lan Anh đã nín nhịn để cho cậu có danh tiếng, thế mà sau lưng lại cư xử với cô ấy như vậy à? Trong công ty của tôi không cần những người như thế. Chủ tịch ơi, em xin lỗi anh ạ. Đàn anh ơi, anh xin lỗi em. Em nói với chủ tịch đi, đừng đổi với anh được không? Đã quá trễ rồi. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm trước những lỗi sai của anh đi. Không ai có đủ lòng bao dung để tha thứ cho lỗi sai của anh đâu. Anh hại người ấy thì tự hại mình thôi. Cậu Toàn, cậu mau đi đi. Chủ tịch, em xin anh ạ. Cậu mau đi đi, đừng để tôi gọi bảo vệ. Đi. Cô Lan Anh, tôi xin lỗi cô đã để cô chịu ấm ức trong thời gian vừa qua. Không sao đâu chủ tịch ạ. Chỉ cần anh hiểu và dám phơi bày mọi thứ, không che giấu gì là được. Đối với em, đó là điều đáng quý rồi ạ. Sự thật vẫn là sự thật, cho dù sớm hay là muộn, cuối cùng nó cũng bộc lộ ra thôi. Còn những con người xảo trá luôn cho mình là thông minh ấy, cuối cùng sẽ nhận hậu quả thích đáng thôi. Em cảm ơn chị. Không có chị thì cũng không có em ngày hôm nay. Cũng tại em nhát quá nên là em không dám nói ra sự thật sớm hơn. Không sao đâu em, chỉ cần em dũng cảm nói ra sự thật, đấu tranh vì nó, điều đó chứng tỏ em vẫn còn lương tri và tín nghĩa.